em và chồng yêu nhau từ thời phổ thông, vâng, đến với nhau từ thời tay trắng chưa có gì, là hai đứa cùng nhau lập nghiệp. Anh ơi, đấy, khách bị chồng đánh ấy, chồng đánh ấy. Alo. Ừ, chào em nhá. Xin lỗi, câu chuyện nhà em nó lại bắt đầu xảy ra đúng lúc em đang tư vấn đấy ạ. À rồi, không sao, cũng là một cái thực trạng để các anh chị bên này cũng chứng kiến, cũng biết rõ à. Hơn. À, em có thể tiếp tục câu chuyện của mình đi. Em xin lỗi một chút ạ. Thời yêu nhau thì đúng là thấy cái gì cũng đẹp ạ. Anh ấy có lý trí, ngoại hình được, rồi cũng giỏi giang. Thì sau đó là vợ chồng cùng nhau lập nghiệp, em cũng chuyên tâm vào lo lắng cho gia đình và sinh ba bé. Nhưng mà sau một thời gian thì không những là vô tâm rượu chè hay là không tham gia công việc gia đình, mà anh ấy thì có bồ bên ngoài. Mặc dù em cũng biết chuyện nghe phong thanh đâu đây, nhưng mà em vẫn quyết định bỏ qua. Thì sau đó là có những cái chứng cứ mà nó không thể không đưa ra được, thì em có đặt vấn đề với gia đình. Đấy, nhưng mà chính những cái lúc đấy thì anh ấy cũng không xin lỗi, không thanh minh gì cả và bỏ đi khỏi nhà. Vâng. Và hai lần bỏ đi, một lần bỏ đi hơn nửa tháng, một lần bỏ đi một tháng rưỡi, gần hai tháng. Đấy, nhưng mà chắc là do những cái khuyên răn bên ngoài hay là gia đình tác động thì anh lại quyết định bay quay về. Nhưng có một cái điều xảy ra là từ khi anh ấy quay về thì em thấy dường như là anh ấy có một cái bệnh tâm lý gì đó mà thường xuyên cáu gắt và gây sự, tức là cứ mỗi lần đi uống rượu về hoặc là có một cái gì đó là anh ấy lại kiếm cớ để gây sự dọa giết, rồi dọa đốt, rồi là có những cái hành động bạo hành, thậm chí là kiểm soát điện thoại đến cả cơ quan của em làm việc để gây phiền phức cho em. Thì cái vấn đề của em bây giờ, trước đây ấy thì em đặt câu hỏi, em muốn anh chị giúp đỡ em tư vấn gia đình hòa thuận. Thế đến thời điểm này thì gia đình em nảy sinh một cái là thường xuyên gần như bạo hành và kiểm soát. Đối với em thời điểm này thì giữ lại một người đàn ông hay không thì cũng không quá quan trọng nữa, mà em muốn có một cái cuộc sống bình an. Em muốn xin lời khuyên từ anh cũng như là ekip chương trình về cái tình trạng thực tế hiện nay của em ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi, chào em. Ban nãy cũng có nhìn qua hình thì thấy chắc chỉ độ chưa đến 40 đúng không? Ba mấy? Dạ, em sinh năm 81, năm nay 42 rồi ạ. À, 42 rồi. Cháu lớn nhất nhà mình là bao nhiêu? Bé nhất thế nào rồi? Cháu lớn nhất nhà em 10 ạ. Và bé nhất là học lớp 3, em có 3 bé ạ. À, lớp 10 với lớp 3 đúng không? Ừ. Này, thế hoàn cảnh điều kiện kinh tế thì em là một giảng viên, mình có nguồn thu nhập. Ông xã làm gì? Ông xã em là trưởng một văn phòng công chứng ạ. Trời ơi, cũng đều là có học có hành và cũng có sự nghiệp, cũng có thu nhập riêng đấy đúng không? Cho đến giờ phút này thì điều gì ở ông ấy mình cảm thấy khó chịu nhất? Việc ông ấy ngoại tình có bồ kinh niên, hay việc ông ấy kiểm soát mình, hay việc bạo lực gia đình? Cái việc khó chịu nhất đấy là việc mà ứng xử trong gia đình làm ảnh hưởng đến em và cả con em. Gần đây thì con gái em thường xuyên phải chứng kiến cảnh là bố dọa dẫm mẹ, và thậm chí là anh ấy thì muốn ngủ cùng em nhưng mà con cái còn không dám cho em ngủ cùng anh ấy vì sợ không an toàn. Thậm chí là nó còn chuẩn bị sẵn là những cái gậy hay những cái chìa khóa để cho để nếu có sự cố xảy ra thì lao vào cứu mẹ đúng không? Đúng là như thế đó. Ban nãy có nói rằng là sau một thời gian anh ấy bỏ đi, xong rồi 2 tháng gì đó sau quay trở lại thì mình thấy về diễn biến tâm lý của anh có vấn đề đúng không? Nó hung hăng hơn, nó bạo lực hơn, nó kiểm soát vợ hơn, nó gây sự hơn, và thậm chí là có những cái lời đe dọa rất là kinh khủng đúng không? Kinh tế ông ấy có đóng góp nhiều không? Ví dụ như là không có ông ấy thì mấy mẹ con có bị sa sút về cuộc sống không? Thực với anh là nếu mà trong trường hợp em cũng đã chuẩn bị sẵn là nếu không có anh ấy, không được chu cấp từ anh ấy, thì với cái mức thu nhập khoảng mười mấy 20 triệu như em thì mấy mẹ con vẫn sống được, sống ổn thôi. Vẫn sống được chứ không mất. Nhà cửa hiện nay thế nào? Cái nhà hiện nay ở là do mình vợ chồng mua được hay ông bà nội cho, hay ông bà ngoại thừa kế, hay là vợ chồng em hoàn toàn là tự tay mua hết. Ừ. Đầu tiên là có
ở một cái ngoại thành thì đất Ừ. nó cũng không phải là to rộng nhưng mà có thể đảm bảo xây nhà ở đấy. Nhưng sau này thì bọn em chuyển lên mua một cái chung cư ở gần trường em để tiện đi lại, Ừ. và đất đấy vẫn còn ở đấy. Tức là thu nhập thì cái tài sản bây giờ thì ngoài căn chung cư mà hai phòng ngủ hiện đang ở gần 100 mét Ừ. với đất đó, thì em cũng có đất mua chung với các anh trai em, Ừ. cũng giá trị thì không nhiều, vài trăm triệu thôi. Nhưng giả sử như trường hợp mà phải chia tài sản ấy ạ, Ừ. thì em nghĩ là đảm bảo Cũng được cuộc sống cho không đến nỗi là các mình khó khăn quá đúng không? bạn. Vâng ạ. Ừ. Cái cơ bản nhất ấy, vì bởi vì khi mà bây giờ cứ tạm gọi là chiến tranh nó xảy ra, mình phải tính đến nhiều phương án. Thì kể cả chuyện là trường hợp xấu nhất là phải giải thoát cho bản thân, thì mình cũng phải lường trước là thế thì con cái nuôi nấng như thế nào, tài chính ra sao, ở đâu, để tránh trường hợp là mình chạy từ một cái nỗi buồn này sang một nỗi buồn khác lớn hơn thôi. Anh hỏi thế để cho mình biết thôi. Thế nhưng mà qua những các cái hỏi để thấy rằng là mình cũng tương đối có cái sự độc lập về tài chính, cũng không phải vì nếu không có bố nó thì mẹ con sẽ quá khó khăn. Đấy là một. Cái điều thứ hai là các con đối với bố thế nào? Có những trường hợp là có những người đàn ông ấy rất là coi thường, thậm chí rất là ghét vợ nhưng mà quý các con lắm và được chúng nó ủng hộ Chồng lắm. em thì ngược lại ấy ạ, chồng em thì lại ngược lại. Ừ. Anh này là một người mà rất khéo léo trong cư xử với người ngoài, nhưng thật với anh là ba đứa con thì từ nhỏ là anh ấy không chăm sóc, không gần gũi. Ừ. Thành ra con là bao nhiêu năm thì ngay cả khi mà hai vợ chồng bình thường, khi em chưa phát hiện anh ấy có bồ bên ngoài, thì bạn của con cũng hỏi con rằng là cậu không có bố à? Tức là không bao Không giờ thấy mà bao chơi giờ với bố đi đón con, con. không bao giờ chăm sóc, không bao giờ hỏi han. Tức là Ừ. có một cái sự quan tâm như một người bố bình thường. Nhưng sau này khi mà mọi chuyện vỡ nở thì anh ấy quay về để lấy lòng các con bằng cách là thỉnh thoảng đặt ăn cho con. Thì trẻ con ấy anh, Ừ. nó cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà trong sâu thẳm hỏi là con có yêu bố không thì nó bảo không. Nhưng em Ừ. bảo là bố là người sinh ra con, Ừ. dù gì thì là bố đẻ của con mình, phân tích nhưng nó vẫn có một cái gì đó, nó chưa hẳn là yêu quý. Thỉnh thoảng mua cho nó một cái gì ăn thì nó vui, và nó nói là Ừ. yêu bố 20%. Tức là trẻ con nó rất là ngây thơ, nó bảo Một bố yêu bố hai mươi chút phần chút trăm đấy. Ừ. còn vàng còn yêu mẹ 1000%. Tức là dưới con mắt của trẻ con thì nó diễn tả như vậy. Ừ. Vâng. Không, cũng lại phải hỏi câu đó để thấy rằng là nếu như trường hợp xấu nhất phải ly hôn thì các con có rơi vào cái cảnh là suy sụp tinh thần, có những đứa Chắc trẻ hoàn mà toàn không, bởi vì là các con đó, chứng bởi kiến vì những như lần trường mà hợp nhà mình là từ trước giờ bố cũng đã thiếu trách nhiệm, thì bây giờ nếu có chia tay mà ở với mẹ thì cũng không sao lắm, chẳng vì thế mà thiếu bố đúng không? Ừ, rồi. nhưng mà đấy, cái thu nhập của em là như vậy, nhưng mà về mặt pháp luật mà nói ấy, thì anh ấy là người thu nhập mà nếu mà trên thực tế thì anh thu nhập cao hơn em, mặc dù là mang tiếng nếu ra tòa mà đằng thẳng thì anh ấy sẽ là người thu nhập tốt vì anh là trưởng một văn phòng, còn em thì chỉ là một công chức nhà trường. Thì cái mức thu nhập thực tế mà chứng minh thì có thể nó không nhiều. Thế thì em Không sợ ai người là ta bắt chứng minh cái đó. Cái cơ bản một người kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, mà cái sự đóng góp vào cái tài chính gia đình bao nhiêu mới là quan trọng. Hỏi như thế để mình loại trừ tất cả những cái khó khăn, những cái vướng mắc, để khi mà giải pháp cuối cùng là chia tay thì mình không hững hụt thôi. Chứ còn bây giờ không phải để là ai nhiều ai ít đúng không? Hai nữa là các con nó cũng lớn rồi. Về nguyên tắc nếu hai đứa thì một đứa theo bố, một đứa theo mẹ. Rồi nếu con dưới 3 tuổi thì chắc chắn là theo mẹ. Còn con đã trên 9 tuổi thì tòa sẽ hỏi là ý kiến các con. Cho nên là không 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 áp đặt rằng là ví dụ có những người đàn ông nói rằng là cô ở thì ở được, không ở được thì cô giải tán, nhưng mà để tất cả ba đứa con đấy cho tôi. Thế rồi nhiều người phụ nữ, mình thì chắc là không phải đến nỗi thế. Ừ. trường hợp nhà em thì lại rất lạ là trước đây thì em luôn nói rằng nếu chia tay thì em sẽ nuôi cả ba đứa để các con không bị hụt hẫng, thì anh cũng thể hiện luôn là tao ra đi tay trắng, tao chỉ mang đúng cái xe ô tô của tao đi, còn để hết lại cho mẹ con mày. Rồi. Tức là rất là vui vẻ cái việc là ở tôi sẵn sàng để cho bà nuôi ba đứa con. Ừ. Thế nhưng mà sau này thì em mới thấy rằng cái việc tâm lý này là gì, à ông ấy được giải thoát, ông ấy được tự do. Thì ông rất là vui sướng. Thì em có dò hỏi, em bảo là bây giờ với mức tài chính của em chỉ nuôi được một đứa, một thằng lớn thôi, còn lại là hai đứa bé, là hai đứa con gái, thì em nhờ anh nuôi vì điều kiện tài chính tốt hơn. Thì lúc đó là anh ấy cảm thấy là bắt đầu mới có động thái là quay lại, chứ còn trước đấy là anh ấy sẵn sàng bỏ lại
ba đứa con để đi mà cũng không có ngại gì đâu. Nếu mà không phải vì anh em bạn bè hay gia đình khuyên răn thì anh cũng đã đi rồi và cũng không quay trở về. Thôi tùy Vâng. mỗi thời điểm con người người ta có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà ý muốn nói rằng là mình cũng không phải là cái người phụ nữ mà đến nỗi sợ rằng có những ông chồng ông dọa rằng nếu ly hôn thì ông sẽ nuôi con tất, rồi là cô muốn đi đâu thì đi, chỉ xách cái vali ra ngoài, đúng không? Trường hợp của mình thì thật ra cái gì mình cũng có, nghề nghiệp mình cũng có, thu nhập mình cũng có, chỗ ở mình cũng sẽ thu xếp được, và thậm chí còn có những cái bất động sản nhất định để gọi là có cái tích lũy cho cái cuộc sống của mình. Như vậy là về mặt cuộc sống tạm ổn, kể cả trường hợp xấu nhất là ly hôn. Hiện nay cái việc ông ấy đe dọa bạo lực ấy có lẽ nổi lên là vấn đề kinh khủng nhất. Mà trong cuộc sống vợ chồng thì yêu cầu đầu tiên chính là sự an toàn. Người ta không bị lo, bị đe dọa, bị đánh đập, bị tổn thương về tính mạng. Rồi sau đấy mới đến là yêu thương, rồi mới đến nghĩa tình thì tính sau. Nhưng đầu tiên là an toàn, thì em đang ở cái mức thấp nhất là an toàn cũng không được nữa. Đến nỗi các con còn bé mà luôn luôn sẵn sàng gậy với gộc với lại chìa khóa để nếu như chẳng may bố có làm sao mẹ thì chúng nó còn vào giải cứu. Chứng tỏ là mức độ mất an toàn rất là lớn, đúng không? Đã bao giờ mình nói với ông rằng là như thế này không thể sống được nữa, ly hôn chưa? Em đã từng, thực ra trước đây là em rất yêu ông ấy, cho nên một mình em mặc dù là chăm ba đứa con công việc rất là bận, nhưng mà em cũng sẵn sàng là lượt mỗi tuần ngồi 1-2 tiếng đồng hồ để là cho ông ấy mười mấy 20 bộ để ông ấy đi ra ngoài ông bóng bẩy. Nhưng mà sau này thì chính vì những cái việc làm của ông ấy làm cho em không thể còn tình cảm được nữa, và em quyết định là thôi kệ anh lo cuộc sống của anh, còn tôi chỉ chăm cho ba đứa con thôi. Thế thì chính những cái lúc đấy thì ông ấy lại càng tức, và đến bây giờ thì ông có nói với bạn em là ông ấy quay về nhưng em không có tình cảm, không coi trọng ông ấy. Làm Nhưng sao thực ra coi em trọng được một cái vâng. sự đổ vỡ, một cái sự sứt mẻ, một cái bát nước đánh đổ rồi có hớt lên thì nó cũng vẫn sẽ vơi bớt đi. Tất nhiên anh ấy chê trách mình thì cũng vô lý. Mình cũng nói chung thôi, trong cuộc đời này có hai đối tượng mà mình phải có nghĩa vụ đáp ứng vô điều kiện, mình có hỗ trợ vô điều kiện, đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra, nghĩa là bố mẹ mình và các con của mình, còn lại là vợ là chồng, là anh em bên nội bên ngoại, bên chồng bên trước. Tình yêu nào cũng cần phải có sự có đi có lại. Mình đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy nhưng mình không nhận lại được thì mình cũng có quyền phải biết là dừng lại, mình đâu có dại mà cứ một cái tình yêu vô điều kiện, đúng không? Thôi được rồi, bây giờ thật ra hôm nay em mong muốn gọi điện lên đây em mong muốn điều gì? Muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho vơi bớt hay là muốn chốt lại một cái quyết định hay là muốn đang cân nhắc một cái quyết định nào đó? Thực ra em cũng say rất mấy năm nay rồi chứ không phải đến bây giờ. Thế nhưng mà cứ thỉnh thoảng ấy ạ, thì ông ấy lại cái kiểu là đe dọa hay là đi uống rượu về thì cách nọ cách kia xé quần xé áo. Thực chất ông ấy là một luật sư đấy anh ạ, để chuyển sang một cái công chứng viên thì trước đây ông ấy đã từng là luật sư. Ông ấy có rất là nhiều các cái mối quan hệ. Và chính cái việc là em suy nghĩ, một là giữ lại gia đình cho con, hai nữa là cái việc ra tòa của em không được thuận lợi bởi bản thân ông ấy không muốn ly hôn. Ông ấy bảo bằng giá nào ông cũng không ký. Và em biết chắc chắn là nếu mà em có đệ đơn ra thì ông cũng sẽ tìm cách này cách kia để bà cố gắng mà can thiệp ấy. Thế thì nên em cũng ngại, thì em chỉ có một lần đưa đơn ly hôn về thì ông ấy giấu đi hay ông ấy xé đi thì em cũng không rõ. Thế còn gần đây thì sau khi mà ông ấy không những bạo hành mà ông cứ ghen tuông một cách vô cớ, ông bảo em là có bồ có bịch hay là gì, cứ gọi điện, ví dụ như cuộc gọi điện này thì trước em không muốn cho anh nghe thì em sang một cái phòng riêng em nghe, nhưng mà ông ấy cố tình cũng mở cái cửa ấy ra để ông ấy nghe. Thì ông ấy rằng lấy ông ấy muốn can thiệp vào ngay cả từ bạn bè công đến cả trường em, khi mà em dẫn sinh viên đi tham quan ở một cái công ty thì ông nghĩ rằng là à em có bồ ở cái công ty đấy cho nên là dẫn sinh viên đi, và thậm chí là có những cái hành động mà ông ấy còn đập vào đầu mình khâu đến mười mấy mũi để ông em là vì đi với người này vì người kia. Thì em bảo là hay là ông ấy bị bệnh về tinh thần, về 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 tâm lý. Thế nhưng mà em nghĩ là có thể không hẳn là như thế đâu, mà đây chỉ là những cái chiêu bài của ông ấy để ông ấy làm trò, ông ấy diễn trò để ông ấy đắp liếm đi những cái ở phía sau thôi ạ. Rồi. Anh ấy thật ra thì anh ấy là một người mà làm mọi việc để thứ nhất là đe dọa, thứ hai là khống chế để cho mình Vâng. không thoát được, mình không đòi nghĩ đến chuyện ly hôn, tức là một người rất là thích giám sát kiểm soát người khác. Đấy, từ các mối quan hệ cho đến chuyện chuyện trò với ai là cũng phải qua tay ông kiểm duyệt.
Tóm lại là nó là cái bệnh chung của những cái người gia trưởng và những người bạo lực gia đình. Vấn đề của em hiện nay cái chuyện là nếu như ông ấy tất cả các thứ đều rất là ok, chỉ vì cái chuyện ông ấy có bồ, có thể mọi người động viên cái câu rằng là thôi kệ nó đi với cái gái chán rồi nó về, nghe còn hợp lý. Nhưng trường hợp này cái chuyện bồ bịch mình không đặt lên hàng đầu nữa, mà cái sợ nhất chính là một cái tâm lý bất an và luôn luôn bị hành hung, bị đe dọa, bị bạo lực, cảm thấy không an toàn. Cái phương án cuối cùng mới là phương án ly hôn. Mình có nghĩ bao giờ nghĩ đến chuyện là tách ra ở riêng không? Em đã từng có lúc em nghĩ rằng là mẹ con em chuyển đến một cái nơi ở khác ạ, mà không cho ông ấy biết nữa để ông khỏi làm phiền Cái mẹ đấy, con em ạ. cái không cho biết đấy đấy đó là nghĩa là bỏ trốn. Bỏ trốn thì rồi lên trời người ta cũng tìm được. Cái cơ bản nhất là mình phải nói tuyên bố thẳng thế này này, hiện nay là thực sự rất kinh khủng, em rất sợ một ngày nó đã anh điên rồ lên, anh cho em một nhát dao, cho em một quả búa, thì như vậy là em chết thì không sao, nhưng mà con em sẽ không có mẹ và em không còn được nuôi con nữa. Cho nên mà em thì em chưa muốn chết. Vì vậy để đảm bảo cái an toàn cho em sẽ dọn về nhà chỗ này, về căn hộ kia, ba mẹ con em ở, thằng cu lớn, à cái đứa lớn ấy, lớn là con trai đúng không? Thì có thể ở với anh thì ở, mà ở với mẹ thì ở, đấy là do con lựa chọn. Thế còn hai em nó là con gái, nó còn bé, nó phải ở bên mẹ thì ba mẹ con sẽ ở chỗ nọ chỗ kia. Trước hết đấy cũng là một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh cáo rằng nếu như mà anh không có những sự thay đổi thì bước tiếp theo sẽ là một một bước mới. Bây giờ là ly thân, ly thân là lùi lại. Mục đích của cái lùi lại ở đây trước hết là đảm bảo cho mình an toàn về tính mạng và sức khỏe. Việc thứ hai cũng là nhắc nhở anh ý là phải biết rằng là mình không cam chịu nữa đâu. Đã đến mức là dọn đi ở riêng. Và thực ra dọn ra ở riêng cũng là cái cuộc tổng tập duyệt. Thế và nếu như mình thấy mình dọn ra ngoài, trời ơi, thì thấy lòng nó cứ nhẹ tênh đi, không thấy áp lực gì mà lên nó vui phơi phới. Thế bây giờ cứ thế mà ở thì cũng ok. Thì cái việc là ra tòa hay không ra tòa, rồi cái việc là có quyết định ly hôn hay không ly hôn, nó chỉ còn là mặt thủ tục nữa thôi, đúng không? Thì đây là bước đầu của việc đó là giãn cách ra mà không phải trốn, bởi vì em đang làm cán bộ, em trốn đi đâu ở cái đất tỉnh nào hay thành phố nào thì rồi người ta cũng rất dễ, người ta không tìm được chỗ ở thì đến tận nơi em giảng dạy chứ làm sao, mà Đúng nhất là rồi. anh lại là luật sư văn phòng nữa thì đội ngũ của anh rất là nhiều, cho nên mình không được gì mình phải bỏ trốn đi đâu cả, và trong hang người ta cũng tìm được. Tuyên bố thẳng rút lui ở đây bởi vì không thể chịu được nữa với cái cảnh mà giám sát rồi hành hung rồi đe dọa rồi đánh đập, đến nỗi đấy các con nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị khủng bố tinh thần, lúc nào mà sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mẹ, thế thì làm sao mà sống được. Cho nên rút lui để đảm bảo an toàn, để gì ạ, còn đi làm, để còn kiếm tiền, để còn nuôi con đó. Thì và đồng thời cũng về phía mình thì mình cũng là một bước tập dượt thử xem là chia tách như thế thì nó có nhẹ nhàng hơn không. Nếu mà thấy rút À, lui mà mọi người em vẫn đã từng thử ạ. Em xin phép một chút là em đã từng thử, mặc dù là ở trong nhà nhưng em tách ra hai phòng và coi như cái anh đi về hay không không có liên quan đến mẹ con em nữa, thì em cảm thấy rất là nhẹ nhàng bởi vì em bớt đi một mối lo. Trước đây thì em phải lo quần, lo áo, lo ăn, lo uống cho anh ấy, thì bây giờ nếu như tách ra thì em lại sẽ tay em chỉ lo cho các con em và bản thân thôi, thì nó lại nhẹ nhàng hơn nhiều lần. Nhưng chính anh ấy là người chủ động không cho em ngủ riêng nữa, thế em nghĩ là anh ấy có biết là hối cải, biết hối lỗi, quay về thì sống cho tử tế. Nhưng mà đến thời điểm này qua rất là nhiều thời gian rồi, anh ấy vẫn đã ra ngoài cũng thể hiện là tôi yêu vợ con tôi lắm, tôi thế này thế kia. Nhưng mà cái thực chất mà sống với mình ấy thì là việc thì trước đây thì ông không làm một chút gì, thì bây giờ ông ấy có cũng có sắm tay, và ví dụ ông ấy thấy vợ cắm cơm thì ông ấy cũng giao cắm, tức là nó có thay đổi một đôi chút nhưng mà bản chất vấn đề vẫn là rất là ích kỷ, chỉ Đúng có rồi. ích Phải thôi. nhắc với em thế này, anh ấy cũng ngoài 40 rồi và con người người ta nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tuổi một con người về nhân cách nó hình thành đến 25, 26 tuổi là rồi nó dừng lại đấy. Một người gia trưởng độc đoán chuyên quyền thì dụng cũng sẽ là gia trưởng đấy thôi. Chỉ có khi chính người ta nhận ra rằng là người ta muốn thay đổi thì người ta mới thay đổi. Còn nếu không thì người ta chỉ có thể thay đổi một vài cái hành vi thôi. Ví dụ như là đấy cắm nồi cơm hay thỉnh thoảng cũng rút cái quần của vợ phơi, cũng lôi cái quần vào, thế còn bản tính là thích giám sát, thích vân vân, nó không thay đổi được đâu. Thế cho nên ở đây mình đừng kỳ vọng một cái sự thay đổi lớn, mình chỉ có một là chấp nhận chung sống với lũ, hai là phải tự cứu lấy mình.
Thế thì anh bảo trước khi mà ra quyết định để mà ly hôn thì hãy tập lui về một bước, sống chung cùng trong nhà nhưng mà chỉ có phòng nọ phòng kia, ra vào vẫn gặp nhau, đến bữa vẫn gọi bố ra ăn cơm, chỉ có điều tối không ngủ ấy, thì đấy chỉ là cấm vận tình dục thôi chứ không phải là ở riêng, đúng không? Đây là riêng độc lập đi. Cứ giả sử như là đây là một cuộc ly hôn giả vờ, một cuộc tập sự ly hôn để mình cũng quen dần với cái cuộc sống là đấy không có cái người đàn ông ấy, thì mình thấy có hững hụt hay là mình lại nhẹ nhàng hơn, lại tự nhiên lại thấy béo tốt ra, tinh thần nó thoải mái, đêm lại ngủ ngon lành, hai đứa con cũng bảo mẹ ơi sướng quá, thì mình sẽ mạnh dạn hơn trong cái việc mà mình ký đơn ly hôn nhá. Lùi lại một bước để mình nhìn ngắm lại vấn đề, thực ra cũng chỉ để trắc nghiệm lại cái cảm xúc thôi, chứ còn mình cũng là người nung nấu nhiều rồi. Thế còn đừng có hy vọng rằng là anh ấy một ngày nào đó có trách nhiệm rồi hết lòng thương yêu vợ con cải tà quy chính. Đây không phải là tội phạm, nó là tính người nhé. Vâng, Bích Ngọc cũng nghĩ rằng như anh Đinh Đoàn đã tư vấn đấy ạ, giãn cái khoảng cách ra để trắc nghiệm lại cái cảm xúc của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ giúp cho bạn có được cái quyết định để giải quyết dứt khoát chuyện tình cảm của mình nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia vào chương trình này ạ. Và hy vọng rằng chương trình sẽ chia sẻ được cho bạn rất nhiều trong cuộc sống. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn cuộc gọi vừa rồi ạ. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình ạ.